Vic Medicine. Chào quý vị, chúng ta đang có mặt trước tiền đình tòa thị chính thành phố San Jose ngày 11/12, tức là cuộc biểu tình là thứ hai. Và số đồng bào rất là đông đảo gấp hai lần chúng tôi ghi nhận, đông đảo gấp hai lần kỳ trước. Dạ vâng. Go with Medicine. Go with Medicine. Go with Medicine. Có những cái biểu ngữ hôm nọ. Rico Mason Nguyễn. Rồi chúng tôi ghi nhận ông đủ hết, những đồng bào, các bà, các cụ lớn tuổi, còn cũng như những người trẻ tuổi đang đi tuần hành tiền đình tòa thị chính San Jose với các biểu ngữ là và xin thiên tài cho biết lý do tại sao ông đã tham dự cuộc biểu tình ngày hôm nay ạ? Dạ, tôi tham dự buổi tình ngày hôm nay vì tôi thấy thành phố San Jose là rất phản dân chủ. Bị bữa đó là tất cả phải nói 96% đồng bào đều ủng hộ lấy tôi Sài Gòn và họ vẫn ngang nhiên vừa cho ông tình khác. Tôi thấy cái đó là cái không đúng với cái tự do dân chủ của nước Mỹ, thành ra tôi phải ủng hộ lấy tôi Sài Gòn. Dạ vâng, cảm ơn hiện tại rất là nhiều. Dạ vâng. Thưa quý vị, vừa rồi là lời phát biểu của hiện tại Nguyễn Thanh Liêm, đó là người rất là tích cực tham gia cái công tác này, và là đồng bào vẫn đang tiếp tục đi vòng quanh cái tòa thị chính. Số người tham dự tôi ghi nhận rất là đông đảo, rất là hơn là gấp hai. Dạ vâng, thưa bác cho chúng tôi được phỏng vấn bác một câu. Vâng, tại sao lại tham gia cuộc biểu tình hôm nay, bác Hào? Dạ vâng. Dạ vâng, đây là cụ Hà, xin cụ cho biết ý kiến ạ. Dạ, là bởi vì thế này này, rõ ràng cái hậu quả của ngày 20 tháng 11 vừa qua đã chứng tỏ rằng ở San Jose này, cái hội đồng thành phố 8 người dân cử đó, nó đã trà đạp lên cái nền dân chủ ở cái xứ văn minh này. Thứ hai nữa, cái danh dự của cộng đồng Việt Nam chúng tôi đã bị xâm phạm không thể tha thứ được. Do đó mà chúng tôi đến đây biểu tình. Do đó chúng tôi đến đây biểu tình. Bạn nói sáng Việt Nam đó là hát lên rất tự hào một người cao niên ở trong dạ vâng. Và chúng tôi có gặp ông Nguyễn Hữu Trụ, dạ vâng, xin anh Trụ cho chúng tôi biết lý do tại sao anh có mặt ngày hôm nay, và ông Trụ là một nhân vật cộng đồng và cầm tấm bảng là Geno Democin San Jose. Vâng, xin mời ông Nguyễn Hữu Trụ có vài lời ạ. Chúng tôi đến đây cùng với tất cả các đồng hương để nói lên cho tất cả đồng bào Việt Nam tị nạn cộng sản trên thế giới biết rằng chúng tôi đang sống tại San Jose không có dân chủ. Chúng tôi đã bị hội đồng thành phố, 8 nghị viên kể cả ông thị trưởng đã chà đạp lên dân chủ, phản đối lại ý muốn của cộng đồng Việt Nam Bắc Cali muốn có tên là Little Sài Gòn tại thành phố San Jose này. Chúng tôi kêu gọi tất cả quý đồng hương ở toàn thế giới hãy ủng hộ cho việc làm chánh đáng của đồng bào tại Bắc Cali, thành phố San Jose, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Nhưng tại San Jose chúng ta không có dân chủ. Xin đồng bào hãy hướng với chúng tôi. Now with Madison. Dân chủ cho cư dân San Jose. Xin kính chào tất cả đồng hương. Còn chúng tôi ghi nhận có rất nhiều phóng viên, khán giả các đài truyền hình quốc tế Hoa Kỳ cũng đã tới đây để mà tham gia cuộc này. Vâng, chúng tôi có gặp Trung tá Võ Đại. Dạ vâng, và xin ông cho biết về cái cảm tưởng ông tham gia cuộc hội nghị. Dạ, giờ sở dĩ tôi cũng tham gia là tất cả đồng hương ở đây, tất cả đồng hương ở đây đồng ý với tên quốc tế Sài Gòn để liên hệ chỉ có sự việc của tôi sau khi đã bản thảo. No democracy is San Jose. Tôi không có thích
thường tự do dân chủ của Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn bác. Dạ vâng, xin chị cho biết lý do tại sao chị tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay ạ? Dạ, hôm nay sở dĩ mà tụi tôi có mặt hôm nay là tại vì tụi tôi không đồng ý Medicine Nguyễn. Và tụi tôi đã đảo của Medicine Nguyễn. Và để giữ lại cái nền dân chủ của CDC. Ngày nay cùng với đồng bào chúng tôi muốn lấy lại cái nền dân chủ của CDC ở đây. CDC làm không đúng theo cái tinh thần dân chủ của chúng của CDC. Đã xin ngược lại quyền lợi hơn nữa là Biden là một người phản bội. Cảm ơn người đã. Chắc biết đang chỉ vào cái đám đông người ủng hộ đến Sài Gòn và ông nói rằng đây là những người thiểu số to mồm thôi. Còn cái đó là một tuyên bố của ông thị trưởng Chắc biết về vấn đề này đã làm gây phẫn nộ bà con rất là nhiều. Thưa quý vị, đây là cái đoàn biểu tình đi vòng vòng rất là đông. Vâng, so với cuộc biểu tình trước thì quý vị thấy cuộc biểu tình trước vào khoảng hơn 100 người và cuộc biểu tình này như vậy chúng ta có thể thấy vào khoảng là trên 200 cho tới 250 hoặc là 300. Vâng, số bà con đi vòng vòng rất là xa, đi đánh vòng rất là lớn trước tiền đình thành phố San Jose. Có những người quý vị thấy đó phải chống gậy để đi nhưng mà vẫn có mặt cuộc biểu tình này. Có những vị cao niên, có những người trẻ tuổi, tất cả đều có mặt ở ngày hôm nay. Có các biểu ngữ ghi là Medicine Divide, tức là chia rẽ cộng đồng, phục hồi nền dân chủ cho San Jose. Where democracy San Jose, là dân chủ San Jose ở đâu? Why deny Little Sài Gòn, tại sao từ chối Little Sài Gòn? Dạ vâng, quý vị, đó là những cái biểu ngữ mà chúng ta thấy bà con đã cầm đưa con cái của họ ngày hôm nay. Và đặc biệt là đã có nhiều ông của cộng đồng nhất định cũng có mặt và chúng tôi ghi nhận là có ông bác sĩ Nhi là một người đã từng là ủng hộ và đại diện và là cố vấn cho cô Madison. Xin mời bác sĩ cho biết lý do tại sao bác sĩ có mặt ngày hôm nay tham gia cuộc biểu tình này. Cảm ơn nhà Huỳnh Dương Thiện, tất cả quý vị. Sở dĩ tôi có mặt ngày hôm nay đó là vì tôi thấy cái sự phản bội của Madison. Tôi là người mà đã yểm trợ Madison tận tình ngay từ lúc đầu, nhưng bây giờ thấy một trường hợp Madison sai, bán con đồng bào, quay lưng lại đồng bào. Madison còn nợ đối với lại đồng bào rất nhiều. Tôi nghĩ rằng phải vì con Madison để làm gương cho những người mà sau này, bởi vì tất cả mọi người dồn tất cả nỗ lực xin được lá phiếu cấm được tấm bảng để cho cô ta vào phó chủ tịch hội ngày nay, bây giờ cô ta lại phản bội lại nhiệt tâm nhiệt tình của đồng bào như vậy thì chúng ta phải thất thế cô ta và đừng phải khỏi cái ghế đó. Dạ vâng, các bác sĩ rất là nhiều. Đưa quân ra toàn. Dạ vâng. Đưa quân ra toàn. Đưa ra toàn luôn, dạ vâng.